Nhưng không hiểu sao tự nhiên hôm đấy mình lại trở nên á hậu mùi. Và Nhi còn nhớ là hôm đấy Nhi vào phòng trong hotel, Nhi về phòng mà Nhi khóc nức nở lên, Nhi khóc. Nhi khóc tại vì Nhi sợ. Lúc đó Nhi không biết là cuộc sống Nhi sẽ thay đổi như thế nào. Nhi tưởng tượng là làm á hậu hay là hoa hậu thì mình sẽ như trong tù. Nếu mình không có những người bên cạnh mình mà người ta yêu thương mình, người ta ủng hộ mình trên hành trình này thì làm á hậu làm gì? Kiểu mọi người luôn luôn believe in me ấy, kiểu dù Nhi quyết định những quyết định mà crazy như thế nào hay là kiểu thực sự là không bình thường luôn ấy. Xin chào mọi người, tên của mình là Thảo Nhi Lê. Hậu mùa cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Thật sự là cuộc sống Nhi thay đổi rất là nhiều. Mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn. 3 năm trước Nhi nghĩ là Nhi là một người khác biệt hoàn toàn. Vì tính cách của mình thì mình vẫn là một cô gái rất là nhí nhối, rất buồn cười, rất funny, rất là hài hước. Cái core personality thì nó sẽ không thay đổi. Nhưng cái mà vì cách mình cư xử về bên ngoài, mình suy nghĩ nó rõ ràng hơn và mình không có phải trẻ con nữa, biết ăn nói, biết cư xử như thế nào với những người xung quanh của mình để mình có thể trở nên một người phụ nữ trang trọng hơn và thông minh hơn. Lê Thảo Nhi, thành phố Hồ Chí Minh. Và thật ra thì cái này Nhi cũng chưa kể với mọi người bao giờ. Lúc mà Nhi tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ thì thật ra là mục tiêu của Nhi chỉ là đến top 5. Tại vì Nhi cũng nghĩ là Nhi là Việt Kiều, có thể Việt Kiều sẽ không có bao giờ có cơ hội và có cửa mình có thể vào top 3 được. Cái mục tiêu lớn nhất là Nhi có thể đứng trên sân khấu và Nhi có thể truyền được cảm hứng cho những người trẻ và nói những cái gì mà Nhi muốn nói cho mọi người. Nhưng không hiểu sao tự nhiên hôm đấy mình lại trở nên á hậu mùi. Và Nhi còn nhớ là hôm đấy Nhi vào phòng trong hotel, Nhi về phòng mà Nhi khóc nức nở lên, Nhi khóc. Nhi khóc tại vì Nhi sợ. Lúc đó Nhi không biết là cuộc sống Nhi sẽ thay đổi như thế nào. Nhi tưởng tượng là làm á hậu hay là hoa hậu thì mình sẽ như trong tù. Mình sẽ không được làm những cái gì mình mong muốn. Mình phải theo tất cả những quy định của công ty. Mình phải như là ABCD. Cứ như là mình bị vứt vào trong một cái hố xong mình không biết bơi như thế nào, Nhi sợ dã man. Và Nhi khóc là what is going to happen with my life. Sau ngày hôm sau đeo vương miệng, mê đeo thua một tuần. Sau rồi mình cứ ngồi mình cười. May mắn là công ty của Nhi mọi người rất là hiểu được cái tâm lý của Nhi và con người của Nhi và ủng hộ Nhi trong hành trình mà Nhi vẫn có thể là Thảo Nhi Lê và không cần thay đổi thành phiên bản mới, chỉ là phiên bản tốt hơn. Nhi luôn luôn mong muốn là có thể có một tiếng nói cho những người phụ nữ trẻ hay những người trẻ để mọi người có thể độc lập trong cuộc sống, theo đuổi đam mê của mình và làm những điều mình mong muốn được. Và cuộc sống mình nó không có một cái gì là có thể là limitation, có thể là mình nghĩ trong đầu của mình là mình không làm được, nhưng thật ra mình làm được. Bản thân Nhi đến được một cô gái đến từ quê, một quê ở Đức rất là nhỏ, Nhi trở về Việt Nam một nơi xa xôi mấy trăm ngàn cây số mà Nhi có thể trở nên người phụ nữ ngày hôm nay được. Nhi chắc chắn tin rằng là tất cả những người ngoài kia, mọi người có những cái đam mê có thể to lớn hơn Nhi, mọi người có thể làm được điều đó. Nhi không muốn là Nhi đứng đây và Nhi nói mọi người là mọi người nên làm cái này, mọi người làm cái kia, mọi người sống như thế này, sống cái kia. I talk and I walk. Nhi đi con đường này và mọi người có thể nhìn thấy là Nhi làm được những điều này, là mọi người có thể làm được điều đó. Trong hành trình một năm vừa qua thì Nhi cũng cống hiến được một phần nhỏ nào đó đến kiểu cộng đồng đại sứ cho mảng lưới ung thư vú Việt Nam. Thì Nhi cũng cảm ơn BCNV là đã đi cái hành trình này cùng với Nhi và cùng nhau mình đồng hành và làm rất là nhiều dự án rất là hay và rất là ý nghĩa. Mối quan hệ của Nhi với top 3 là Ngọc Châu với cả Thủy Tiên thì có 3 từ đúng không? Thì Nhi nghĩ là hài hước. Ba chị em luôn luôn kiểu gặp nhau là kiểu như mấy con kiểu crazy ấy, mấy con điên điên ấy, rất là vui. Mình nhìn vào hoa hậu mình nghĩ là các cô gái sẽ rất là nghiêm túc, rất là kiểu sang trọng quý phái rồi đó. Nhưng thật ra thì ba cô gái mình cũng là những cô gái bình thường thôi, nhưng tất cả những cô gái khác vì luôn luôn hài hước, vui vẻ và rất là nhiều năng lượng. Thứ hai là ba chị em rất chăm chỉ, ai cũng chăm chỉ theo đuổi đam mê của riêng mình. Nhi cũng rất tự hào về Ngọc Châu hay của Tiên là mọi người có sự phát triển rất là đột phá. Và thứ ba nữa là ba chị em mình cũng là những người chuyên nghiệp. Đến một sự kiện nào hay là làm công việc nào, luôn luôn Tiên, Nhi và Châu hết mình 120%, bỏ những công sức của mình và cái tâm huyết của mình và công việc của mình. Và Nhi nghĩ là cái đấy là cái lý do tại sao mình có thể thành công ở trong sự nghiệp của mình.
nhân ngày sinh nhật 1 năm đăng quang của Top 3 thì Nhi muốn gửi lời cảm ơn đến công ty của mình là công ty Unimedia đã tin tưởng Nhi và đã trao cho Nhi hành trình vô cùng là ý nghĩa trong cuộc sống của Nhi. Thì Nhi cũng muốn cảm ơn ekip của Nhi là ekip Thảo Nhi Lê, là mọi người luôn luôn bên cạnh Nhi, ủng hộ Nhi vượt qua tất cả những cái thử thách trong cuộc sống. Cảm ơn fan của Nhi, tại vì nếu mình không có những người bên cạnh mình mà người ta yêu thương mình, người ta ủng hộ mình trên hành trình này thì làm á hậu làm gì. Mọi người thật sự như là một gia đình nhỏ nhỏ của Nhi và làm cho cuộc sống Nhi sống ở Việt Nam nó vui hơn rất nhiều. Nhi cần cảm ơn gia đình của Nhi, bạn bè của Nhi là bên cạnh Nhi không bao giờ, kiểu mọi người luôn luôn believe in me ấy. Kiểu dù Nhi quyết định những quyết định mà crazy như thế nào hay là kiểu thực sự là không bình thường luôn ấy, nhưng bạn bè, gia đình, bố mẹ, bà nội của Nhi luôn luôn bên cạnh của Nhi và nói là con sẽ làm được, we're gonna support you. Và những cái điều này Nhi sẽ biết ơn đến cuối đời của Nhi thật sự luôn, Nhi sẽ không bao giờ quên. Và cũng cảm ơn tất cả những người mà sponsor, báo chí, mọi người đã cùng Nhi và Top 3 trong cả một năm vừa qua để có thể giúp đỡ cho Top 3. Nhi thật sự là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thank you so much. Và mong là trên hành trình tiếp theo của Nhi, tất cả mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ Nhi và yêu thương Nhi. Hoa Hậu Hoàn Vũ thật sự là một cái thương hiệu mà Nhi đặt vào rất nhiều sự niềm tin. Và nó cũng là một công ty và một thương hiệu uy tín. Nhi chưa bao giờ Nhi sẽ tham gia một cuộc thi Hoa Hậu nào. Và khi mà Nhi đã nghĩ là Nhi sẽ tham gia một cuộc thi Hoa Hậu nào đó thì chắc chắn nó là phải là một công ty tên là Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Mình theo dõi Hoa Hậu Hoàn Vũ và một thời gian rất là dài, cả cái hành trình 15 năm thì mình thấy tất cả những cái sự kiện, tất cả những cái dự án mà mọi người đưa ra nó rất là hoành tráng, nó rất là chất lượng. Và khi bản thân Nhi là một người rất là khó tính, Nhi sẽ không bao giờ Nhi sẽ bỏ bản thân Nhi vào một cuộc thi nào đó hay một cái gì đó hay làm một cái gì đó mà nó không chất lượng. Tại vì mình cũng phải biết giá trị của bản thân mình. Và Nhi nghĩ là Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam đã mang cho Nhi một cái giá trị vô cùng là tuyệt vời. Và chỉ có những người tuyệt vời có thể bên cạnh nhau được thôi. Ngày hôm nay Nhi có thể tự hào nói được là mình là á hậu 1 của cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Và cảm ơn Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam đã bên cạnh Nhi. Và mong là mình sẽ luôn luôn là một gia đình nhỏ nhỏ. Cảm ơn mọi người.